Được biết đến với vai trò là con át chủ bài của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ trong sứ mệnh bảo vệ các lợi ích chiến lược của Mỹ và đồng minh trên khắp thế giới. Thế nhưng, sức mạnh thực sự của những chiếc tàu sân bay khổng lồ gây choáng ngợp cho mọi quốc gia lại đến từ chính các phi cơ thuộc không đoàn của chúng. Chính vì sức mạnh gian đe đến lạnh gáy cùng môi trường tác chiến cách xa Tổ quốc, Washington đã không ngừng tìm cách tích hợp nhiều nhất có thể công nghệ hiện đại lên những chiếc phi cơ phục vụ trên các tàu sân bay của mình, bất chấp kích thước khổng lồ của chúng. Dựa trên độ dài sải cánh cùng chiều dài từ đầu đến đuôi, kiến thức quân sự đã chọn ra 5 chiếc máy bay lớn nhất từng cất hạ cánh trên tàu sân bay Hoa Kỳ. Và trong số đó, chiếc C-130 Hercules chiếm trệ ở vị trí số 1. Sự ra đời của C-130 Hercules ban đầu xuất phát từ yêu cầu của Không quân Hoa Kỳ về một máy bay vận tải thay thế cho C-119 Flying Boxcar, C-47 Skytrain và C-46 Commando, vốn được cho rằng không còn phù hợp với các yêu cầu của người Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên. Lúc này, Không quân Hoa Kỳ muốn một chiếc máy bay có sức chứa 92 hành khách, 72 binh sĩ chiến đấu hoặc 64 lính dù bay trong phạm vi khoảng 1.100 hải lý, kèm khả năng bay với một động cơ tắt và có thể cất cánh từ những đường băng dã chiến không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với tiềm lực về kinh tế, khoa học kỹ thuật của một siêu cường đang trong thời kỳ hoàng kim, nền công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào để cho ra đời một mẫu máy bay đúng theo yêu cầu của quân đội. Rất nhanh chóng, chiếc C-130 đầu tiên cất cánh trên bầu trời vào ngày 23 tháng 8 năm 1954 và bay từ Burbank, California đến căn cứ không quân Edwards. Tuy nhiên, phải đến ngày 30 tháng 10 năm 1963, trong một nỗ lực kiểm tra những tiềm năng của việc sử dụng máy bay vận tải C-130 Hercules nhằm hỗ trợ hậu cần cho hạm đội Mỹ, một trong số những chiếc này đã hạ cánh thử nghiệm thành công trên tàu sân bay USS Forrestal, lúc đó đang ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, cách bờ biển Boston 500 hải lý. Cuộc thử nghiệm thành công mỹ mãn này đã chính thức đưa chiếc C-130 xác lập kỷ lục là chiếc máy bay lớn nhất và nặng nhất từng hạ cánh trên tàu sân bay cho đến thời điểm hiện tại. Phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm lịch sử này bao gồm Trung úy phi công James Flatley, Trung tá Stovall phi công phụ, Brennan kỹ sư máy bay và phi công thử nghiệm bay kỹ thuật của tập đoàn Lockheed, Ted Limor. Hồi tưởng lại kỷ niệm trước khi thực hiện nhiệm vụ mới của mình, Trung úy James Flatley không giấu nổi sự phấn khích. Vận hành một chiếc C-130 trên tàu sân bay, mọi người nghĩ rằng đó là một chuyện đùa. Dòng máy bay mang tên vị Á thần Hy Lạp lừng danh gây ấn tượng về ngoại hình bởi một sải cánh lên tới 39,7m, dài 29,3m, cao 11,4m, có thể bay với tốc độ Mach 0.57 ở độ cao 6.060m và trần bay đạt 10.000m kèm khả năng chịu được tải trọng lên tới 45.000kg. Theo Joseph E. Dabney, một học giả người Mỹ, viết trong cuốn sách Heck, Anh hùng của những bầu trời, C-130 đã được lựa chọn vì sự ổn định và độ tin cậy, kết hợp với khả năng hoạt động ở phạm vi rộng, khả năng bay đường dài và tải trọng lớn. Thực vậy, chiếc máy bay này đã chứng tỏ được nhiều ưu điểm vượt trội trong điều kiện thực tế so với nhiều dòng máy bay vận tải khác dùng cho Hải quân Mỹ về khả năng bảo trì, sửa chữa dễ dàng. Nó cũng có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cộng với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn, ngựa thồ không tuổi C-130 Hercules vẫn được Hải quân Mỹ tin dùng bất chấp kích thước khổng lồ và tuổi thọ đã 64 năm. Thậm chí người Mỹ vốn nổi tiếng với tốc độ thay vũ khí như thay áo cũng chưa tính đến chuyện thay thế nó, bởi với khả năng của người Mỹ hiện tại, họ khó có thể phát triển thêm bất kỳ dòng máy bay nào khác có thể vượt trội con ngựa thồ già này về độ bền bỉ cùng khả năng đa nhiệm của chúng. Kể từ khi ra đời đến nay, những chiếc C-130 Hercules và các biến thể của chúng đã xuất hiện ở hầu khắp các điểm nóng quân sự trên thế giới. Các biến thể nổi tiếng của dòng máy bay này có thể kể đến như C-130K, rất được quân đội Hoàng gia Anh ưa chuộng cho hoạt động thả quân dù, hay chiếc HC-130N, được Không lực Hoa Kỳ ưu tiên sử dụng cho các sứ mệnh cứu hộ đường không, tiếp dầu trên không cho các máy bay trực thăng chiến đấu hay cứu hộ. Đặc biệt,
Một trong những biến thể nổi tiếng của nó là AC-130 trong thời gian hoạt động tại chiến trường Việt Nam, đã có vinh dự được bộ đội ta đặt cho biệt danh bóng ma trên đỉnh Trường Sơn bởi khả năng chiến đấu bền bỉ bất chấp ngày đêm với mật độ hỏa lực chính xác dày đặc. Sau ngày đất nước thống nhất, những bóng ma ngày nào giờ lại sát cánh cùng quân đội nhân dân Việt Nam tấn công bè lũ Pol Pot, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, sự bền bỉ cùng với khả năng đa nhiệm đã cho phép người ta đưa những chiếc C-130 Hercules tham gia các hoạt động khác nhau, từ hoạt động phục vụ cho các mục tiêu quân sự như vận chuyển binh sĩ, trinh sát, tiếp liệu trên không, đảm nhiệm vai trò pháo binh, đến các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, trinh sát thời tiết và cung cấp viện trợ nhân đạo. Trong thực tế, một cuộc chiến tổng lực của Mỹ với các cường quốc quân sự như Trung Quốc, Nga là khó có thể xảy ra bởi xu hướng kiềm chế trong các hoạt động đối ngoại, ủy nhiệm trong chiến tranh của các cường quốc. Thay vào đó, các hoạt động do thám, trinh sát sâu vào ngay bên trong lòng địch lại tỏ ra ít rủi ro và thực dụng hơn trong việc góp phần làm suy yếu đối phương. Tư tưởng này cũng phù hợp với bối cảnh quốc tế từ thời chiến tranh lạnh cho đến hiện nay. Người Mỹ với phương châm nghĩ đi đổi về làm đã cho ra đời chiếc máy bay trinh sát một động cơ mang tên U-2 với mục đích phục vụ cho các nhiệm vụ trinh sát tình báo nhằm vào Liên Xô, Trung Quốc ngay trong thời khắc căng thẳng nhất của thời kỳ chiến tranh lạnh. Mặc dù các hoạt động trinh sát của U-2 không mấy thuận lợi khi dòng máy bay gián điệp này đã từng bị cả Liên Xô và Trung Quốc bắn hạ, hoạt động trinh sát của chúng cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi và đã nhanh chóng bị quân đội Mỹ loại biển. Tuy nhiên, có thể nói đây là chiếc máy bay đặc biệt nhất đã từng cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ, khi ngay từ ban đầu, loại máy bay trinh sát một động cơ này không được sinh ra nhằm phục vụ cho Hải quân Hoa Kỳ, mà cơ quan tình báo trung ương CIA và không quân Hoa Kỳ USAF mới là bên sử dụng chính. Vì vậy, thiết kế ban đầu của chiếc U-2 với sải cánh 31,39m và dài hơn 19m này có khả năng bay tại độ cao 21.000m. Chính vì khả năng duy trì bay ở độ cao ấn tượng mà người Mỹ có thể tự tin đưa dòng máy bay này tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, Trung Quốc mà không tính đến các rủi ro về khả năng bị bắn hạ. Quả thực, sự chủ quan nào cũng có cái giá của nó khi vào ngày 1 tháng 5 năm 1960, một chiếc thiên sứ U-2 đã bị Liên Xô hạ gục. Sự kiện này không chỉ khiến Tổng thống Mỹ khi đó là Eisenhower cảm thấy bị bẽ mặt mà còn trực tiếp gây ra một cuộc khủng hoảng quốc tế đối với các cơ quan tình báo Mỹ. Sau đó, sự hiện diện đơn thuần của những chiếc máy bay trinh sát khổng lồ này ở nước ngoài được CIA cho là có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao. Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ và bán sát vụn chúng như đã làm với chiếc hàng không mẫu hạm USS Enterprise, người Mỹ quyết định cho phép U-2 tiếp tục hoạt động. Một trong số các giải pháp được đưa ra là đặt những chiếc máy bay này trên tàu sân bay. Sau khi được chính những người thiết kế ra chiếc U-2 đảm bảo rằng chiếc máy bay có thể được chỉnh sửa tương đối dễ dàng và chi phí thấp để có thể hoạt động trên tàu sân bay. Đến ngày 2 tháng 8 năm 1963, tàu sân bay USS Kitty Hawk rời cảng San Diego để thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên. Chiếc máy bay thiên sứ được đưa lên tàu vào lúc nửa đêm và những người liên quan tới nhiệm vụ này được gọi là nhân viên Lockheed hoặc nhân viên Honor. Theo kiến thức của sự tìm hiểu, cuộc thử nghiệm trên chiếc tàu sân bay USS Kitty Hawk bắt đầu diễn ra tương đối thành công khi phi công thử nghiệm của Lockheed, Bob Schumacher, đã điều khiển chiếc máy bay chạy đà và trượt khỏi boong tàu bằng theo tác leo dốc với độ cao hơn 97m. Cú leo dốc đã gây ấn tượng với các thủy thủ bên dưới. Tuy nhiên, khó khăn thực sự chỉ đến khi chiếc máy bay thực hiện hạ cánh. Phi công Schumacher cảm thấy đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi và sau đó đã quyết định đưa chiếc U-2 hạ cánh ở sân bay Burbank cách đó 160km. Sau một thời gian dài thay đổi một số chi tiết, đồng thời tiến hành các chương trình huấn luyện đặc biệt tập trung vào khả năng vận hành chiếc U-2 trên tàu sân bay. Đến tháng 5 năm 1964, những chiếc máy bay này từ California và Hawaii đã hạ cánh thành công trên tàu sân bay Ranger trong bối cảnh chúng đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát cuộc thử nghiệm hạt nhân của Pháp. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là những chiếc trinh sát cồng kềnh này thực sự không phù hợp với các hoạt động trên tàu sân bay bởi chi phí lớn và sự phát triển của vệ tinh do thám. Về sau, những chiếc máy bay do thám có người lái U-2 không còn thực hiện nhiệm vụ đi biển nữa, mà thay thế nó là UAV MQ-4C Triton. Với khả năng hoạt động trong thời gian dài, Triton không cần tới một sân bay di động trên biển. Vậy theo các bạn, những chiếc U-2 có xứng đáng bị vứt bỏ trong một thời gian ngắn như vậy hay không?
Liệu có một giải pháp khác cho phép người Mỹ có thể tận dụng những tiềm năng to lớn mà loại máy bay này có thể đem lại? Tuy bền bỉ, đa năng, nhưng những chiếc máy bay như vận tải cơ đa nhiệm C-130 Hercules hay những chiếc tiêm kích FA-18 Hornet cũng chỉ là một phần trong đội hình tác chiến. Để chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào, nhất là với các đối thủ cũng là những cường quốc với tiềm lực không quân hải quân hùng mạnh, các loại máy bay khác nhau trong đội hình tàu sân bay Mỹ cần được nhận biết sớm về những mối nguy cận kề, đồng thời giúp các sĩ quan chỉ huy có thể dễ dàng thực hiện hiệp đồng tác chiến có hiệu quả. Để phát huy hết sức mạnh của các chủng loại máy bay chiến đấu, Washington buộc phải trang bị cho lực lượng hải quân những chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không hiện đại, bất chấp giá thành đắt đỏ của chúng. Và như vậy, chiếc E-2D Hawkeye may mắn được người Mỹ chọn mặt gửi vàng cho vai trò là đôi mắt thần cho các cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Có sải cánh lên tới 24,56m, dài 17,54m. Gã khổng lồ 17.895kg này có thể đạt tốc độ 650km/h và tầm hoạt động lên tới 2.600km. Với mức giá lên tới 170 triệu đô la Mỹ, những chiếc E-2 Hawkeye được trang bị radar dài tần UHF AN/APY-9 hiện đại. Nó được cho là có thể phát hiện sự tồn tại của những chiếc máy bay tàng hình như Chengdu J-20 của Trung Quốc và Sukhoi T-50 của Nga. Hawkeye cũng được cho là có thể dễ dàng cảnh báo sớm các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ xa, cho phép hải quân Mỹ bẻ hướng hoặc bắn hạ mục tiêu. Theo kiến thức quân sự được biết, từ khi vào hoạt động trong Hải quân Hoa Kỳ, các dòng E-2 Hawkeye luôn là máy bay quan trọng của tác chiến phòng thủ tàu sân bay. Những chiếc máy bay này đã xuất hiện trong hầu hết các chiến trường, từ nhiệm vụ chống lại hệ thống phòng không, không quân của Libya, đến hỗ trợ các tiêm kích FA-18 tấn công các lực lượng không quân Iraq. Gần đây, khả năng cung cấp các thông tin hỗ trợ quản lý, chỉ huy và kiểm soát trên không hiệu quả của thần ưng E-2 Hawkeye đã được Washington tận dụng vào thực hiện nhiệm vụ truy quét các băng nhóm buôn bán ma túy. Trước đây, mỗi biên đội tàu sân bay sẽ được biên chế 4 chiếc E-2 Hawkeye. Tuy nhiên, để duy trì cảnh giới 24/24 giờ, hải quân nước này sẽ trang bị 5 chiếc E-2D Advanced Hawkeye cho mỗi tàu sân bay. Ngoài hải quân Mỹ, các phiên bản máy bay E-2 Hawkeye đang phục vụ trong quân đội nhiều nước như Nhật Bản, Mexico, Singapore, Israel. Khi nói về các máy bay phục vụ tác chiến trên tàu sân bay, vai trò của những chiếc vận tải cơ thường ít được nhắc đến, trong khi chúng đóng vai trò chính trong các hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm, hàng hóa cần thiết cho hoạt động của các sĩ quan binh sĩ. Một chiếc tàu sân bay dù hiện đại cũng khó có thể duy trì hoạt động bình thường nếu thiếu những chiếc máy bay hỗ trợ hậu cần hiệu quả như C-2 Greyhound dưới đây. Được thiết kế cho nhiệm vụ chủ yếu là duy trì các hoạt động cung cấp, vận chuyển hàng hóa, binh sĩ. Chiếc máy bay này được thiết kế với kích thước hết sức ấn tượng, với sải cánh lên tới 24,56m, dài 17,3m, cao 5,28m, cùng tổng trọng lượng cất cánh lên tới 26.082kg. Chiếc máy bay này cũng được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Allison T-56 A425 với lực đẩy 4.600 mã lực mỗi trục. Máy bay có tốc độ tối đa 635km/h với tầm hoạt động 2.400km nếu chở toàn tải và là 2.800km nếu chở hàng hóa nhẹ. Hai cánh máy bay thì có thể gập lại, rất tiện lợi cho việc di chuyển trên tàu sân bay. Những chiếc C-2 nguyên mẫu bay lần đầu tiên vào năm 1964 và sản xuất tiếp theo vào năm sau. Các máy bay Greyhound ban đầu được đại tu vào năm 1973, sau đó chúng đã được đặt hàng vào những năm 1980. Bên cạnh sự hiện diện trong các hoạt động hỗ trợ hậu cần, cứu thương cho các nhóm tác chiến tàu sân bay tại các chiến dịch lá chắn sa mạc, bão táp sa mạc và chiến dịch tự do bền vững tại Afghanistan. Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của chiếc máy bay này là sự hiện diện của chúng trong nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã đến thăm Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ. Nói thì có vẻ dễ, nhưng trên thực tế, việc cất hạ cánh trên tàu sân bay là một trong những hoạt động nguy hiểm, đòi hỏi người phi công phải có trình độ kỹ thuật cao, bởi sự hạn chế về diện tích trên tàu sân bay có thể khiến sự nguyên vẹn của chiếc máy bay và tính mạng của người phi công gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đó dường như không phải là vấn đề đối với chiếc V-22 Osprey. Được trang bị một động cơ có khả năng xoay một góc 90 độ,
chiếc V-22 với chiều dài 17,5m, chiều rộng cả cánh là 25,8m, trọng lượng cất cánh tối đa 27,4 tấn, tầm hoạt động 1.600 km, vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi trên không trung như một máy bay động cơ cánh quạt thông thường. Không chỉ có thể hạ cánh trên những đường băng dã chiến siêu ngắn, mà ngay cả việc phải hạ cánh trên các tàu sân bay trực thăng nhỏ hay địa hình nhỏ hẹp cũng không thể làm khó được chiếc trực thăng này. Điểm đặc biệt gây ấn tượng cho không chỉ bất kỳ ai có niềm yêu thích với các máy bay quân sự, mà ngay cả những fan hâm mộ các bộ phim Hollywood cũng phải suýt xoa trước khả năng vừa cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi trên không trung như một máy bay động cơ cánh quạt thông thường. Với hai động cơ AE-1107C Liberty có công suất 6.150 mã lực, chim ưng biển Boeing V-22 Osprey có thể đạt vận tốc tối đa 510 km/h ở chế độ phản lực, 184 km/h ở chế độ trực thăng. Khả năng cơ động cực lớn như vậy đã cho phép chúng vừa có khả năng vận chuyển hàng hóa, triển khai bộ binh, vừa tham gia tấn công ở nhiều chiến trường khác nhau chỉ với một khẩu súng máy gắn ở phía sau và một khẩu súng điều khiển từ xa có thể được gắn vào bụng máy bay. Bên cạnh đó, lính thủy đánh bộ có thể sử dụng súng máy được gắn trên một trục xoay 360 độ trong các trường hợp đặc biệt vì trọng lượng của loại súng này khá nặng. Máy bay được trang bị cảm biến báo động cho phi công nhận diện bất cứ mối đe dọa nào đang tới và cho phép họ đáp trả các mối đe dọa từ khoang lái. Ngoài ra, V-22 Osprey có được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử hỗ trợ phi công từ bản đồ màu kỹ thuật số, vali chiến tranh để nhận diện tên lửa cho đến hệ thống radar và tia laser. Chúng cũng được trang bị một súng máy 6 nòng M134 với tốc độ bắn có thể lên tới 6.000 phát trên phút, đủ sức áp chế hỏa lực của đối phương. Mặc dù đối mặt với nhiều lo ngại do một số sự cố đáng tiếc trong thời gian gần đây, nhưng V-22 Osprey vẫn được quân đội Mỹ tin dùng tại các chiến trường cực kỳ khắc nghiệt ở Afghanistan, Iraq, Syria và vùng sừng châu Phi. Dự kiến chú chim ưng này sẽ tiếp tục được sử dụng trong quân đội Mỹ đến giữa thế kỷ 21. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc video của chúng ta ngày hôm nay. Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.